Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị chị và con, các bác cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Rất nhiều xe phục vụ cho quý vị chị và con đây ạ. Đấy. Hôm nay thì Khả Năng về một số những mẫu xe mới để phục vụ cho bà con các anh chị tiện lên sóng review và chia sẻ cho bà con luôn. Hôm nay thì có bán 1 2 3 4 5 chiếc các bác nhé, 5 chiếc. Thực ra là thời gian này mưa phùn gió bấc, quý vị anh chị bà con mua bán rất là sôi nổi. Anh em nào mà chưa có điều kiện qua cửa hàng, anh em mình đi qua để lại cho Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh. Còn các bác nào đi qua cửa hàng nhớ alo trước cho em Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đầu xuân năm mới thì Khả Năng xin kính chúc tất cả quý vị chị và con mạnh khỏe, thành công và may mắn nhé. Chân thành cảm ơn mọi người. Đầu tiên thì Khả Năng xin giới thiệu cho mọi người mẫu Innova đời 2007 phiên bản xe gia đình, không taxi dịch vụ bản G. Được trang bị túi khí phanh ABS bản G, không phải di nâng không nhé. Chiếc này nên quanh khoảng tầm 190 các bạn. 190 Innova thì nó vẫn là giữ giá, độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 2.0 78 chỗ ngồi. Rộng rãi thoải mái cho anh em mình, vẫn chạy được dịch vụ kiếm thêm tiền. Xe này vẫn có khách gọi các bác nhé. Anh em nào đi gia đình rồi anh em biết có cái con này. Tất nhiên là xe đời cao đẹp thì người ta sẽ gọi nhiều hơn. Nhưng mà con Innova này nó chưa bao giờ là lỗi thời cả. Đó. Nó phù hợp với cái tầm tài chính của quý vị chị bà con. Nên anh em mình quan tâm được thì trực tiếp làm việc với Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Mẫu xe mang nước sơn màu xám bạc, rất là gọn gàng, đẹp đẽ, biển Hải Phòng, tên tư nhân, bản G, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ luôn. Chiếc này thì nó sử dụng động cơ 2.0, xăng đang quanh khoảng tầm khuôn 8 lít xăng trên 100 km, đến 10 lít tùy theo cung đường quý vị chị bà con đi, tầm loanh quanh khoảng 9 lít trên 100 km các bác nhé. Mẫu này thì nó được đăng đúc nguyên bản, có túi khí phanh ABS 4 bánh phanh đĩa đằng sau luôn. Xe đẹp và bằng có trang bị túi khí, bên trong nội thất rất là cứng cáp, đẹp đẽ, các bác nhìn nội thất theo xe vẫn còn vàng chóe, đẹp luôn. Mặc dù đời 2007 thôi nhưng mà chiếc xe này không hề có đóng vào hãng taxi, không chạy dịch vụ. Chính vì thế nên vô lăng củ số của nó còn khá là đẹp, vừa tiền. Tầm tài chính của nó rất là phù hợp cho anh em mình lựa chọn này. Mẫu này thì nó được trang bị trần nỉ, ghế da, màn hình Android to vật vã rồi. Xe đẹp, máy số gầm bệ chắc chắn, về anh em sẵn đi không phải làm gì cả. Xăng dầu anh em mình đổ vào chạy thôi. Đấy, nên đường với mức giá anh quanh khoảng tầm 190 không nhé. Bên em sẽ hỗ trợ bà rút hồ sơ và một số tiền đi lại và nộp ná cho bà con các anh chị nữa. Đó. Tiếp theo thì Khả Năng xin giới thiệu cho mọi người một mẫu xe bán tải đời 2015 mang nước sơn màu trắng, chiếc Forerunner XLS, các bác cứ xem thoải mái nhé. XLS đời 2015, độ form ngoại trách nhé, độ form ngoại trách. Bình thường thì nó là cái bản thường thôi, bản số tự động một cầu thôi. Đây là độ lên form 3.2 hai cầu, nên là nhìn rất là đẹp. Từ na răng đến cái form bằng trước nhìn rất là nổi đẹp. Máy đặc biệt, con này máy vẫn còn zin nhé các bác nhé. Keo chỉ zin, máy zin, sơn si sạch sẽ. Và biển Hải Dương tên tư nhân, mang nước sơn màu trắng, có lắp thùng thể thao. Lắp thùng thể thao rất là ok, nhìn rất là bắt mắt, phù hợp với cái tầm tài chính của quý vị chị bà con, với mức cửa tiền anh quanh khoảng tầm 385 triệu đồng. Thì bên em sẽ hỗ trợ bao sang tiền chính chủ cho bà con, lọc lá một chút cho bà con anh em mình tình cảm. Đấy, máy dầu động cơ 2.2, máy dầu nhập Thái. Alo anh đến đâu rồi? Gôn banh gì? Kịch. Anh ơi đi gôn banh à? Sao anh đi vào phố à? Ừ ok, để tí em bảo nhân viên nó gửi nhá. Anh kết bạn đồng ý bằng Khánh nhá. 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 Ok ok. Nhưng mà em đang quay dở cái video chưa tắt được. Anh đây có nhân viên nó gửi vị trí cho. Này. Em gửi vị trí, nó nổ máy đi. Ờ. 0138. Đấy. Máy dầu 2.2 nhập khẩu Thái Lan các bác nhé. Máy zin. Đấy, rất là đẹp, gọn gàng, tên tư nhân, chính chủ biển Hải Dương. Máy lổ êm, không hơi thừa. Đấy. Gầm bệ thoáng mà máy nhìn rất là sướng luôn, sạch sẽ. Khô ráo, đặc biệt nó khô các bạn. Chưa được vệ sinh khoang máy đâu nhưng mà không cần thiết, cái đấy nó không cần thiết vì nó có thể gây chập cháy nếu anh em không biết vệ sinh. Anh em cứ để lại đi thôi. Đấy. Và chiếc xe đã được độ lên form oai trách, nhìn rất là đẹp và thể thao. Quý vị chị và con anh em nào yêu thích cái dòng bán tải gầm cao, anh em mình có thể qua cửa hàng cân đối. Chiếc này thì đời 2015 và giá đang là 385 triệu nhé. Các bác xem đi đem bớt cho. Đấy. Santa Fe thì là mẫu xe của thương hiệu của Hàn Quốc các bác ạ. Hyundai Santa Fe này. Đấy, các bác nhìn xe gầm cao, máy thoáng, 7 chỗ ngồi, thương hiệu của Hàn Quốc. Mẫu này thì nhà em cũng vừa về xong, chỉ bán có 400 thôi. Đấy, anh em nào lấy được anh em mình qua cửa hàng gặp Khả Năng Ô Tô nhé. Bản premium luôn, cao cấp nhất, 400 triệu là anh em mình gặp em. Còn lại là nhiều hơn thì anh em gặp cái ông đeo kính ấy. Đấy, ông ấy bán cho. Đây là xe của khách các bạn đang xem bán tải. Đây, tiếp theo là Kia Rio. Kia Rio số tự động các bạn.
Số tự động thì nó có bản sedan và bản hatchback. Bản hatchback thì người ta gọi là bản sport. Thì chiếc này biển Hải Phòng, mang nước sơn màu trắng, biển 15A37098. Đó là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ 1.4. Và nó được trang bị động cơ 1.4 đời 2015, đăng ký lần đầu 2016, bản sedan. Bản sedan này thì nó có cốp đồ, nó rộng rãi hơn so với bản hatchback. Nhưng mà bản hatchback thì nó là bản đủ hơn. Thì nó có thêm một số cái option, có thể như là cruise control chẳng hạn. Hay là nó có thêm cái gì nhỉ, không nhớ nữa. Tóm lại là nó đắt hơn một tí. Có cái cửa lock. Bình thường bản hatchback có thêm cửa lock các bạn. Không trang bị thêm nhiều nhưng mà nó cũng phù hợp. Và bản này thì anh em mình đi rất là bền, thấy bền và lành, và khá nhiều khách hàng được lựa chọn cái dòng Kia Rio này. Nó tầm tiền của nó thì bằng Accent và bằng với Toyota Vios số tự động các bác nhé. Thì nó loanh quanh khoảng tầm 340 mà đời 2015. Thì Accent nó cũng tầm đấy các bạn, Accent tầm đấy và Vios nó cũng tầm đấy. Xe đẹp, nó loanh quanh, nó chênh nhau khoảng 10-20 triệu đồng là chuyện bình thường. Nhiều chiếc xe người ta đi giữ gìn, nó đẹp, nhìn sạch sẽ, đẹp đẽ, nó sẽ chênh so với những con xe mà anh em mình mua được thì loanh quanh khoảng 2-30 triệu là chuyện bình thường các bác nhé. Với động cơ 1.4 thì nó sẽ tiêu hao tầm khoảng khuôn 6 lít xăng trên 100 km hỗn hợp đường trường. Quý vị chị bà con anh em mình quan tâm dòng này có thể nghiên cứu về đi gia đình. Khá là bền, lành và tiết kiệm nhiên liệu. Về máy móc thì không bền bằng con gì đâu. Máy móc không bền bằng con Toyota Vios, nhưng mà nó cũng phải 19-10. Con này dùng chung máy Kia Rio, dùng chung máy với Hyundai Accent cho anh em nào chưa biết nhé. Đấy, chính vì thế nên Hyundai Accent và con này dùng chung máy với nhau, cùng xuất xứ từ Hàn Quốc, máy dùng chung DOHC 16 van. Và chiếc xe này thì bên nhà em đang rao bán với mức giá là 358 triệu đồng nhỉ. Đời 2015 thì thôi 345 triệu đồng bao vào tên đi. Đấy. Tầm tiền tài chính đấy quý vị anh chị bà con có thể tham khảo thêm. Còn dưới đây thì khả năng có một chiếc xe đời rất là cao mà giá cực kỳ rẻ cho bà con các anh chị nhá. Hỗ trợ trả góp 70-80%. i10 sedan hai đầu form mới đời 2021, cuối năm thì nó lên form mới, nhìn rất là đẹp gọn gàng. Nhiều anh em cứ nghĩ là con i10 nó nhỏ, nó gọn hay là nó bé hơn so với Rio. Đây các bác nhìn con này xem nào. Nó dài và rộng và form dáng của nó đẹp và đẳng cấp hơn rất là nhiều rồi. Chiếc xe này được trang bị form mới, nhìn rất là đẹp, từ đèn đóm đến đường gân gờ góc cạnh của nó nhìn rất là thoải mái. Anh em là thanh niên trung tính, trung tuổi, anh em mình đi dòng này chạy taxi dịch vụ cũng rất là ok, độ rộng nó đã được cải thiện rất là tốt rồi. Mẫu xe i10 này nó mang nước sơn màu trắng, động cơ 1.2 các bác nhé. 1.2 4 máy đấy. Và được trang bị la răng đúc đầy đủ rồi các bác ạ. Chiếc xe mang nước sơn màu trắng rất là đẹp, bên em đã rút hồ sơ sẵn cầm tay đây. Cầm ở tay này rồi thì anh em chỉ về bấm biển ngay trong ngày thôi. Và bên em hỗ trợ trả góp cho các bà con các anh chị chỉ từ 120 triệu đồng thôi. Anh em mình sẽ được trả góp chiếc này. Cụ thể là 300 triệu đồng bên em sẽ bao sang tên chính chủ luôn, mà chưa đến 300 vẫn còn lộc lá cho bà con các anh chị nữa. Chỉ loanh quanh khoảng tầm hơn 290 một chút thì bên em sẽ hỗ trợ cho bà con. Đấy, tiền hồ sơ. Quý vị chị bà con anh em mình quan tâm, anh em mình trực tiếp làm việc với Khả Năng Ô Tô, mua con này về chạy dịch vụ hoặc đi gia đình rất là ok các bác nhé. Mang nước sơn màu trắng mà sơn zin, máy zin. Đấy, rất là đẹp gọn gàng. Và trong đó nó form mới rồi, nó lên form mới cực đẹp rồi các bạn. Form mới nó đẹp kinh khủng luôn. Đấy, đăng kiểm thì còn dài, khám phí dài tháng 1 năm 2025. Dòng này cũng nguyên túi bóng các bác, nguyên túi bóng này. Nói chung là nó mới đét luôn và đi được có hơn 4 vạn hay bay mấy vạn nhỉ? Hơn 5 vạn. Hơn 5 vạn thôi. Màn hình Android đầy đủ hết rồi. Đó, xe đẹp như này mà ghế da theo xe nguyên bản, túi khí đầy đủ nhá. Trần đẹp, trần của nó rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy. Màn hình Android, cam hành trình, màn hình cam nùi đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. Đó, keo chỉ zin không nổi, không đâm va, không va đụng và ngập nước các bác nhé. Đấy là cái chắc chắn rồi, đảm bảo cho bà con các anh chị luôn. Nhiều tiêu chí quý vị chị bà con nào, anh em mình quan tâm thì anh em mình có thể qua cửa hàng, anh em mình xem thêm. Nát nữa thôi em Khả Năng sẽ lên sóng review chi tiết cái mẫu xe này để phục vụ cho quý vị chị bà con bằng một video chi tiết một chiếc xe i10 đời 2021 mang nước sơn màu trắng rất là rẻ, 298 triệu đồng. Hỗ trợ cho bà con các anh chị giấy tờ hồ sơ các bác nhé. Còn dưới này là xe công vụ của Khả Năng Ô Tô. Ngày nào Khả Năng cũng đi bằng chiếc xe Honda City RS đời 2022. Xe hiện tại đang là đẹp nhất tại cửa hàng, mới nhất với 17.000 cây số được lăn bánh các bác nhé. Và động cơ 1.5 xe thương hiệu của Honda City, bao tết hãng toàn quốc, ốc chưa mở con nào luôn, zin hết toàn bộ trong xe, ngoài xe, ghế nỉ cao cấp, da cao cấp, các thứ nguyên hết. Không nổi, không va quệt, không đâm đụng ngập nước các bác nhé. Máy số thân vỏ zin hết. Em bảo hành tết hãng trọn đời cho bà con các anh chị, một đổi 1, 1 đổi 10 đi. Đấy các bác nhé. Màn hình Android có gẩy số vô lăng 7 số tiến nhé. Con này 7 số tiến đấy. Và nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Một ngày chỉ loanh quanh khoảng tầm 100 cây, chỉ loanh quanh khoảng tầm khuôn 90.000 đến 100.000 lên xăng thôi. Nó chỉ tầm khoảng 4 lít rưỡi trên 100 km thôi. Mặc dù số tự động các bác nhé. Form dáng thì đẹp, đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đấy, khả năng có video review chi tiết chiếc này rồi. Anh em quan tâm có thể alo cho em Khả Năng qua số điện thoại 032 6062 789 nhé.
Khả Đăng chân thành cảm ơn và xin kính chúc tất cả quý vị chị bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn. Khả Đăng một lần nữa trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em Đăng. Hôm nay thời tiết cực kỳ rét luôn, tự dưng lại rét, sau đó lại còn mưa phùn nữa. Các bác nhìn này, trông tàn luôn, nhưng mà chưa phế đâu. Khả Đăng rất mong muốn được giao lưu trực tiếp của mọi người nhé. Hiện tại thì nhà em đang đi mua rất là nhiều xe, mỗi tháng thì nhà em về khoảng 150-200 xe đấy. Nhưng mà tháng này thì nói thật với các bác là hôm nay là mười mấy rồi mới mua được có mấy chục cái thôi, không mua được nhiều. Thế thôi quý vị chị bà con nào, anh em mình quan tâm, anh em mình qua sớm alo trước cho Khả Đăng để làm việc cho nó dễ nhé. Chân thành cảm ơn mọi người, hẹn mọi người trong video clip tiếp theo.